Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Hôm nay mẹ em không có kế hoạch gì hết. Ba em dậy một cái thì ba em lên kế hoạch là ba em phải đi cắt tóc này, đi mua cái quạt làm sạch không khí trong phòng của sói chích này. Thế mà từ sáng đến giờ không biết là ba em làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong. Mẹ em cứ đi lanh quanh dọn dẹp đợi thôi. Phơi quần áo. Em chích lôi cái này của mẹ ra để chơi. Zoe, Này, con lôi tất của anh ra làm gì đấy? Tu tu cái gì mà tu tu? Ba đâu? Daddy đâu? Ba em chắc là chưa nghĩ ra được đi cắt tóc ở đâu. Hey? Ba đâu? Daddy đâu? Tu tu tu. Mọi người nhìn này. Sói hôm qua em tự đứng nhá. Em viết đấy. Em viết mom là mẹ em rất bất ngờ nhá. Sau đó mẹ ơi viết viết dad như thế nào thì mẹ em viết cái chữ dad ra kia để cho em viết xuống dưới này. Yeah. Rafi, ơi, Johan, what are you doing? The one is called Minions, mama. Okay. Can you write mom again, please? I would love to see that. Yeah, can you? Please, cái gì mà please? Mẹ ơi, mở cho con với. Con nói mẹ mở cho con với. Nào đây đây, mẹ mở cho nào. Con giữ một đầu, con giữ một đầu, mẹ giữ một đầu. Hai mẹ con mình kéo, 1, 2. Ui, nào. What'd you say? À. Đúng rồi. Wow. Rafi, you gonna ride mom? You know that toothbrush I bought you some? Yes. It's on the kitchen bench. Aye. What's that, Rafi? Is that a starfish? Or a dragon? Zoe? Zoe, viết mom. Mẹ xem nào. Yeah, dragon. Wow, that must be a dragon. Wow, how about Bleepy? Dragon. How about Bleepy? Mom, Zoe, Dad, Raphael. Us. Us. Mom. Yeah. Zero. Con draw đi. Con ra con vẽ với anh. Thế. What is that? Is that a tongue? Wow. Oh, wow. Rafi, tell my mate, what is this? What is that? Oh, the eye. It's me blue. Is that the eye? Yeah, and it's me blue. Wow. Mắt cá màu xanh luôn nhá. Wow. What do you call this one? Raphael? Con gọi con đấy là con gì? Hả? Con cá à? Raphael? Tập trung quá. Ôi giời, tập trung quá. Mắt có viền đen này. Cá lại còn có lông nữa. Is that a hairy fish? Yeah. What do you call it? Wooba. It's wooba. Is that wooba, wooba? Wow, wooba, wooba. Con đấy là con wooba, wooba. Oh. Is that the water bubble? Is that bubble? Oh, water bubble. Wow. Zoe. Oh. Zoe.
Okay. Bye. Bye Zoe. Zoe đi đâu đấy? Ôi váy váy kẹp váy vào cửa rồi chị ơi. Chị ơi váy chị kẹp vào cửa rồi. Cửa ô tô kìa. Bye nha. Bye. Bye. Bye Zozo. Beep beep. Go get daddy. Đi tìm ba đi. Go get daddy, say daddy. Hurry up. Hurry up there. Come on. Ôi trời trời. Go get daddy rồi. Go go go. Quick, hurry up. Oh, get daddy, get daddy, get daddy, get daddy. Whoa. Đi. Tắt tivi nào. Cuối cùng thì nhà sói chích cũng ra khỏi nhà được rồi đây. Mẹ em mang nước để bơi đi để kiểm tra. Sao đây nhờ, em chích làm sao đây nhờ? Thôi hả? Em làm sao đấy? Hả? Yeah. Em làm sao đấy? Đi 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 đi. Aqua đạ cái gì? Nước bể bơi chứ phải nước uống đâu con mà I want nặng. Dumpling này để đây cho nguội con nhé. Hôm nay nhà sói chích ăn đồ Hoa, đồ Trung Quốc. Mẹ em có mì nước với thịt bò như kiểu là thịt bò sốt vàng ấy. Dumpling của sói, dumpling của chích, hai anh em ăn chung.
Ba em có dumpling với tỏi và dầu ớt. Hừ hừ, cái gì con? Cười hả? Ngừ cái gì đấy? Ba em đi cắt tóc. Mẹ em phải xử lý hai anh em ở cái khuôn viên chơi này. Chờ hai anh em đùa nghịch ở đây. Ướt cũng được, không sao hết. Whee! Help Zoe. Help. Hop. Ui giời, ui giời, chi chi nhỉ. Con gõ bằng cái này cơ mà. Rồi lực, rồi lực, lực. À, không gõ được nhỉ, ở đây. Hello. Uh-oh, a wombat. Uh-oh. Anh sói đâu rồi? Đi ra đây tìm anh sói nào con. Raphael. Rồi, look, rồi. The slide. Con đang lên đây, con đứng lên đây, trèo lên đây. This one. Yep, go. Whee. Whee. Hi, Zozo. Hi, Zozo. Whee. Hôm nay lại giả bộ sợ sệt cầm tay mẹ chứ. Đi vòng tròn, đi vòng tròn. Whee. Anh sói nhảy nhót quá con ạ. Nhá. Hello, hello. Hello, hello. Yeah. Ooh. Mhm. À. Em lại trèo lên tiếp nào. Cố lên, cố lên. Wee-hee. Hello. Hello. Đây mẹ đứng ở đây. Zoe, 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 over here. Đường này con. Nào, go, go, go. Whee. Come on. Ra xuống đi, em xuống đi. Em xuống đây, mẹ đây, mẹ đây, tay mẹ đây. À, 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 à. Over here, ouch, over here. Mommy here, ouch. Yeah, wee. 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 Thế. Sợ chứ gì. Chưa 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 chưa. Đó. Em tìm thấy cái đường đi xuống nước để chơi rồi. Anh sói đâu rồi? Anh sói đang chơi ở cái xoay xoay kia. Zoe. Lững tha lững thững. Đây cơ mà con. Đây cơ mà, rồi lúc water. 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 Wow. Thế bạn chạy đến bắn nước sợ quá. Rồi, em đã chạm vào nước rồi.
Zoe. Tap tap tap. Tap 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 tap. Ướt hết váy rồi. Chị ơi. Ướt hết váy rồi. Sói đang trèo kìa. Zoe. Zoe. Dưới chân cũng có nước. Ở trên cũng có nước. Em ướt hết phía trước váy rồi. Đấy. Zoe. Chị ơi. Oh. Ướt hết rồi. Kéo xuống, con kéo xuống. Kéo. Wee. Mẹ giúp nhé. Mommy help. Mẹ giúp này. Này. Đấy. Woohoo. Thích quá nhỉ. Thích chứ. Ôi thích quá. Yay! Go, go, go! You want that? You want that now? Get down! Xuống đây, con đi xuống đây. Ướt không sao hết. Không có nước ở vòi thì mình xuống hẳn dưới này mình chơi. Mình xuống hẳn dưới này mình chơi. Zoe! Over there! Jump! Jump, jump, jump! Whee! Come on! Lại ngó sang bên này ra. Nào đi xuống nào. Nước bên này cũng giống nước bên kia. Không có gì phải sợ. Whee! Hi Zozo! Whee! Lại xuống tiếp. Wow. Anh Sáu thì mải mê với cái vòng quay ở bên kia quá. Chạy vòng vòng luôn. Cảm ơn cảm ơn. Ui, Zozo. Hiya. Hello. Hello. Go, 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 go. Ui. Đấy, em phải nhìn thấy các anh các chị chạy là em đi theo này. Zoe. Go 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 go. Hai anh em ướt hết rồi. Quả này xoay được con xoay. Ướt hết rồi. Rafi. Nó phun nước ra bây giờ này con này. Chị đang ngó xem là em nào phun nước.
Which one? Which one, Rafi? Whee! That's the one! Em đang đứng đợi. Rồi lúc quý. Ôi! Bắn cả ra mày ơi. Zoe no, no. Oh Dan. Anh giỏi. Có làm gì đấy? Make a photo. That's a photo. Can I see the photo on your phone? Yeah, that's a photo. Anh sợ tưởng mẹ chụp ảnh à? Hay à? Zoe, no, come here. Zoe, ra đây. Hai anh em ướt hết. Chơi ở ngoài chỗ khuôn viên chơi ướt hết cả quần áo, thế là thôi mặc quần áo ướt về nhà con nhà. Về đến nhà thì cả nhà lại sang bên nhà ông bà nội để ngồi chơi, và bây giờ ba em đang làm gì kia nhỉ? Ba em đang cho cái máy làm sạch bể bơi hút lá, hút cái gì nó đọng lại ở dưới đáy bể bơi, thì cái kia nó như kiểu là máy hút bụi á, nhưng mà dành cho bể bơi để nó hút đi này. Và mẹ em nhớ ra là mẹ em lấy cái chì kẻ lông mày ra đây để chia sẻ với mọi người. Lấy nét. Đây, lấy nét được rồi đây. Chì kẻ lông mày của Maybelline Brow Precise Micro Pencil. Cho mọi người nhìn cái đầu chì này. Cái đầu chì nó rất là nhỏ. Đấy. Nhỏ ti luôn. Mọi người nhìn cái nét chì nó có mảnh không? Đấy, mảnh cực luôn ấy. Đối với mình ấy thì mình nghĩ là kẻ lông mày bằng chì không hề đơn giản một chút nào. Trước đây thì mình hay dùng bột tán, mình hay dùng cái Choco Brow của MAC, cái bột lông mày ấy, và dùng cọ Angle Brush để mà tán lông mày. Nhưng mà sau đấy thì mình chuyển sang chì. Bởi vì là với cái chì này ấy, với cái đầu chì này thì rất dễ để mà vẽ từng sợi lông mày một. Còn với bột tán thì các bạn dễ để làm cái lông mày kiểu màu ombre, màu nhạt rồi đậm dần để tán thành một khối ấy, thì nó dễ. Nhưng mà để mà nhìn thấy từng sợi lông mày thì chì mới làm được cái điều đấy. Mặc dù là cũng có nhiều người dùng cái angle brush cũng vẽ được từng cái sợi lông mày, nhưng mà cái nét của nó không được mảnh như là mình dùng chì. Thế nên là mình chuyển qua dùng chì. Vì là lông mày của mình không phải là không có lông mày, mà là lông mày của mình nó hơi nhạt một chút, và có một số chỗ kiểu nó thiếu một vài sợi ấy. Nên là nhu cầu của mình chỉ là vẽ thêm vào những chỗ mà nó thiếu một vài sợi đấy. Sau đấy là mình lấy cái mascara dành cho lông mày để trải lên lông mày, thì trông nó đậm hơn thôi, chứ không phải là kẻ hẳn một đường như là cái kiểu lông mày, cái dáng lông mày ombre mà đa số, chắc là nhiều bạn trang điểm kiểu lông mày đấy. Bạn nào mà muốn thử dùng chì, thử vẽ, thử tập thì có thể thử ở trên tay mình ấy, trên mu bàn tay, trên da mu bàn tay mình này, cầm chì vẽ gẩy lên những cái nét mảnh thôi. Sau đấy thì là nhìn ở trên lông mày mình xem là chỗ nào mà thiếu thì gẩy một hai nét ở đấy, xem là trông nó có tự nhiên hơn không. Dự báo thời tiết là thời tiết sẽ mát lên mấy ngày tới,
sau cái đợt nắng nóng này. Nói thực sự là mình thích cái kiểu nóng như thế này hơn là lạnh, hơn là mùa đông. Đại loại là nếu mà để lựa chọn là mùa đông hay mùa hè thì mẹ Sở Trích sẽ chọn mùa hè. Mình chịu được nóng, mình thích nóng, thích đi ra ngoài phơi nắng, thích đi ra biển, thích nghịch nước, thích đi bơi. Thành ra là trời nóng là kiểu thời tiết hoàn hảo ấy. Còn trời lạnh mùa đông thì làm gì nhở? Trừ có ngoài làm đồ nướng ra thì cũng không có chơi cái gì được nhiều cả. Cho trẻ con đi ra ngoài công viên chơi chạy nhảy ngoài đấy thế là hết. Mẹ em không có cái gì để chơi cả. Và phi rồi, một lát nữa anh em Sáu Trích lại xuống bơi này. Mẹ em sẽ chuẩn bị đồ ăn tối. Trưa nay ăn rất là nhiều dumpling. Tối nay mẹ em làm cái gì nhỉ? Tối nay có khi lại làm pasta, nhưng mà làm pasta trộn dầu ô liu bình thường thôi, với xúc xích cho anh em Sáu Trích ăn tối. Mình cũng sẽ ăn pasta luôn cho đơn giản. Zoe, Buffy, hai anh em mẹ gọi mà không thấy đâu là thế nào? Con lại lấy cái tất ra để làm gì đấy? Tất chứ có phải găng tay đâu. Ai 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 ai. Twinkle twinkle little star, how I wonder. Please, please, anh giỏi. Lúc mà em không chơi á thì sao con không cầm cái tắt mà chơi? Đến lúc em chơi thì đã ra lấy của em. Tóm cổ áo anh. Bơi nhá, rồi Rafi. Swim nhá. Cười nhạt thế. Come here, come here. Rafi, look, Rafi. There are two more fishes. There are two more fishes over here. Mẹ mới vẽ thêm cho em hai con cá con nữa. Còn đây là con cá lông. Em Sói gọi là con cá lông, sáng nay em vẽ. Look, yeah, two more fishy. Who's this, mama? I don't know. Zoe! I don't know. Is it Zoe? I have no idea. Is it me? Look at your hairy fish. Look at your hairy fish. Cá tưởng tượng của Sói. Say bye bye, guy. Mommy gonna finish vlog today here, okay? Okay? No. Không cái gì mà không. Quay ra đây, Zoe. Say bye. Oh no, no boom, no boom, no boom yet. Say bye first. Oh no boom, no boom. Bye. Hey, hey, hey. Blow kissy. No boom, no boom. Blow kissy. Thơm đã. Thơm đâu? Ây da. Cứ boom boom mà mày quay không được. Chưa boom được nhá. Cây của mẹ em này. Rơi lực. Oh. Đấy, cây của mẹ đấy. Cây đấy. Trồng cây để đợi ngày ăn quả đấy. Custom hot. Ok, Rafi, would you like to say bye-bye? Bye-bye, can I go in the pool? Yeah, ask daddy, go, go get daddy. Ba em đang book vé để ngày mai bay. Tuần tới ba Sáu Trích sẽ đi làm cả tuần ở Sydney. Để sau đấy ba em về thì ba em lại làm việc 3-4 ngày ở nhà. Và nhà Sói Trích mùng 2 tháng 2 sẽ bay về New Zealand cả nhà luôn. Yeah. Bay một tuần lại về New Zealand. Vlog chia sẻ với bạn nào chưa biết New Zealand nhá. Khi mà mình còn ở thành phố Auckland, New Zealand thì hồi đấy mình chưa làm vlog nhiều đâu. Có khi là làm một tuần làm một vlog, hoặc là 2 tuần, 3 tuần gì đấy mới làm một vlog. Nên là mình rất tiếc không làm nhiều để chia sẻ được với mọi người là New Zealand đẹp như thế nào. Đẹp lắm luôn ấy. Đi đâu cũng thấy màu xanh, xanh mướt, xanh tươi mới, xanh mát. Và cái gì cũng đẹp, đường đẹp, núi đẹp, động vật đẹp, thực vật đẹp, hoa đẹp, cỏ đẹp, lá đẹp, cái gì cũng đẹp. Nên là đợt này về mẹ Sói Trích có cơ hội để vlog chia sẻ với mọi người xem là New Zealand đẹp như thế nào. Thời tiết ở New Zealand, ở Auckland, tại vì mình ở thành phố Auckland ấy,
thì có 4 mùa một ngày. Khi nào mà nóng ấy thì cực kỳ nóng. Nhưng mà có cái hay là cùng là cái nắng, cái nóng đấy, cùng một địa điểm mình đứng như thế, nếu mà mình đứng vào trong bóng râm, ở trong bóng cây, ở trong tán cây thì nó mát 23, 24 độ như điều hòa luôn. Nhưng mà cho chân ra ngoài, đứng ra ngoài khỏi cái bóng râm đấy, đứng ra ngoài hẳn trời nắng thì có thể cháy da luôn. Nóng rát, nóng da luôn. Và nhiệt độ buổi chiều bắt đầu từ tầm 5 rưỡi, 6 giờ chiều, nhiệt độ se se như thu ấy. Và đến tối là coi như là đi ra ngoài, mùa nào cũng thế, đi ra ngoài là cũng phải mang một cái áo khoác mỏng hoặc là mặc áo dài tay, vì là nó se se lạnh luôn ấy. Đấy là thời tiết ở New Zealand, cực kỳ thích luôn. Đợt này về mình cũng đã có một cái kế hoạch nhà sói chích sẽ đi chơi xa khỏi trung tâm thành phố. Và đi đâu thì mẹ sói chích giữ bí mật, để khi nào về New Zealand vlog mọi người đợi xem mọi người nhá. Còn bây giờ mẹ em sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Bye.